Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em nha. Hôm nay em ghé lại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa ở địa chỉ mới cả nha, 415 đường Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10 của chú anh chị. Hôm nay ghé quay chia sẻ cho chú xem cảnh mua bán sầu riêng ở vựa sầu riêng của Trúc ngày hôm nay nha. Đổi địa chỉ mới rồi nha cô chú anh chị, bây giờ lên 415 Cách Mạng 8 nha, không còn ở địa chỉ cũ nữa nha cả nhà. Đây có anh khách vô mua sầu riêng nè cô chú anh chị, anh lên địa chỉ 510 Cách Mạng 8. Kiếm mua sầu riêng mà ở tỉnh đóng cửa rồi, cả nhà dọn xuống dưới đây rồi, mới dọn xuống dưới đây được 2-3 ngày nay. Hôm nay giá sầu riêng là 120.000 một ký trái nha cô chú anh chị. Khu cơm hả? Ồ, trái nó ngon ha, trái nó tròn à. Cùi trái thứ hai rồi sao cả nhà? Ăn thử. Giá cơm 400.000 ký nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà có mua sầu riêng thì điện thoại liên hệ trước nha, có số điện thoại em để đầu clip á, hỏi thử coi giá này nhiều nha cả nhà, mới công chạy ra. Với lại sầu riêng nhiều khi nó chưa có chín á, hỏi trước chắc ăn. Anh hỏi giờ nó nghĩ là nó đều á. Nó đều hả? Nó đều đó, nó đều tới ngon 2-3. Ngon à, trái này ngon, trái coi. Bán chuối tiền ơi. Đồng giá 15.000 hả? Đồng giá 15.000 á. Mua nãy nào cũng được. Rồi cho cái túi gì bỏ vô luôn kìa. Thôi đi vô lấy tiền nha. À vô đâu hả? Không mềm mềm đi ơi. Mềm quá không được. Ăn ăn giáo hả? Giáo hả? Mấy ký rồi? Chưa được ký nữa hả? Chín lạng mấy nha? Chưa được ký nữa. Mới có chín lạng hơn chứ mà. Ký rưỡi. Hai hộp trắng nó được không? Hộp này như hộp này nó hơn là hộp nhỏ hơn. Được, hộp nhỏ hơn đi. Hộp nhỏ hơn đi hả? Ôi, trời ơi, nhìn cũng ra. Đây 920 nè. Đó, tưởng ai chú Út, tưởng ai. Tưởng ai sao lạ. Okay, rồi, này ghé đây làm gì đây? Ghé đây làm gì đây? À. Hay quá, ký rưỡi. Hay. Bấm lại giá kìa. Nói 400 bấm giá lại. 608.000. 608.000. Hai hộp. Trời này đi kiếm ở địa chỉ cũ không có, qua đây nè. Đây nè. Ờ đúng rồi. Xong rồi bà dọn qua bên kia, chạy lên kia đi kiếm. Giờ chạy xuống kia, xong giờ chạy lên kia kiếm không có, tưởng đi lộn đường. Không chạy lên, chạy xuống. Nhưng mà đừng ra quận 1, quận 1 thuê chịu không nổi. Ờ, chỗ đó chịu không nổi đâu. Đây cái nón coi hiểm rồi các ơi. Cô đi lên địa chỉ cũ không thấy, chạy xuống này là ồ quá ngon. Nhỏ nhỏ gì mà ngon cả nhà. Nước 10 ngàn mới có sầu riêng ngon, ra bữa hổm cô ăn 2 ký rồi.
hôm nay vô mùa rồi đó con. Không, cứ 10 ngày hay ăn nữa. Dạ. Bữa hổm mua về vậy chứ bị cháy nắng hết hai muỗng nhỏ. Hôm đó còn chưa bằng lúc gà đâu, lúc gà là vô mùa thiệt nè. Thầy học lép mà phải không? Chưa có kịp dạng. Kêu làm đụng sáng cái kêu luôn, đụng tự nhiên cứ này đưa đây vậy. Ờ hả, thôi mệt. Hôm qua ở đây không có chịu dặn giờ gì hết. Cái này giờ lỡ đi giờ lên trên có bắt dạ mà có rồi đó lộn. Cái này đâu cô thử coi nó ngọt như kia không, phải ngọt như kia mấy cái khác cho cô nha. Cái này béo mà độ ngọt con nghĩ không bằng cái kia. Cái kia quá xuất sắc rồi. Có bị lạc của cô. Đúng không? Thôi, đi lấy cái khác cho cô. Nó béo nhiều. Gắn lời xài đựng tiếng rớt cái ạ. Bây giờ cái lô này nó khác cái lô kia. Khác giường. Cái giường này nó cơm lửa đàng hoàng con cô. Nhà mạng xuống hay gì kìa. Ông áo xanh nó phải bên nhà mạng. Đúng rồi, ổng nói hồi sáng ổng gắn hết có cái ổng á. Nói nè cô. Có gì đâu làm chưa? Để con bỏ cái đuôi cho cô nha. Sáng là đói béo rồi nhưng mà lại ngon hơn cái này mà không bằng cái này thôi. Đúng rồi, cái này dạ. Nhưng mà cái ở trên này bằng này nha, cái trên này bằng với cái đó đó cơ. Tại cái đuôi đó nó cũng thật thừa mà. Đúng rồi, màu chung giường đó đó. Phải, nó đúng cái này nó hơi con nhìn nó khác như chút rồi. Là hạ nhiệt rồi. 400 là con hạ nhiệt theo tua luôn rồi đó. Chưa tới 1 ký. Muốn nhỏ nhỏ thì nó nhẹ lắm. Nhiều quá, 1 ký nhiều quá ha. À, muốn nhỏ nhỏ này chắc nhiều lắm luôn. Chưa tới 1 ký luôn, 9 lạng mấy à. Cho con 9 lạng mấy à. 9 lạng rưỡi à. Chưa tới 1 ký. Dư ký à? Thêm hộp nữa, thêm hộp nữa. Ta hai hộp luôn mà ta mua ha. Cái này như trái ban đầu luôn á, như trái đầu tiên. Còn nó dụ cho con ăn ngon quá vậy con nữa. Kiếm cho cô chứ nhỏ nhỏ thì nó ngon quá. Tự nhiên tại đây có miếng khởi tắc hả? Cái nhỏ nhỏ. Cái mẫu này không bự đâu.
Đó, quá ngon. Có bị nắng không? Không. Cái đầu không biết con coi đi. Không, con thấy rất ngọt. Nó thì nó hơi mềm hơn kia chí xíu nha, nhưng mà ngọt béo. Thấy không? Nó mềm nó nhão thôi. Nó mềm hơn vậy à, không có mềm nhiều nữa. Thôi đó, nó nhão. Nhão quá hả? Nó lắc không là được rồi đó. Này nhỏ nhỏ này chung 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 cây nè. Mà nó ngon hơn. Còn kia nó nhão thiệt. Chín quá. Rồi cơm luôn. Chưa đâu. Hồi nãy nãy này cũng ký mấy rồi nè, được ký chín rồi đó. Ký chín á. Cái này nãy cũng được ký mấy rồi. Hơn ký. Hộp này hơn ký. Hộp này hơn ký nặng mà nó bắt nặng mấy. Đó, hơn ký chín nào. Nữa không? Miếng nữa đi. Trời ơi. Cô nó cho miếng nó đi. Chưa đủ. Cứ bỏ vô đi, khi nào nó đầy thì ngưng. Ăn lâu lâu mà ăn nó không chút xíu. Ừ. Đó nè. Đó rồi, ngon á. Đúng hết chưa? Bỏ vô cái hộp nhỏ. Đúng rồi. Tôi là thích mấy cái chế nhỏ nhỏ rồi. Tao có hết hộp đấy, cô mới thích vậy. Đúng chứ. Rồi. Trời ơi, quá đã. Dạ. Tám trăm ba. Dạ. Nghỉ chơi rồi. Có chỗ là tội gì con? Bán nữa đi Bình Dương bán nước tương luôn. Con đi bán nước tương thì con bán cho mấy thằng riêng luôn. Bù lỗ không kể. Con rồi, xuất sắc không cho con á. Cô nãy giờ biết bao nhiêu trái mới được hai hộp á. Nhỏ 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 nhỏ. Thử mua skin. Mua skin nó mắc gấp đôi này á. Mắc hơn rồi. Dạ, 250 hay gì á. 220 hả, xuống rồi hả? 220 ký á. Một hộp. Hai trăm hai mắc hơn ha. Bỏ vô kem cái túi kia. Hút chân không, bỏ bình đen. Luôn. Cái nào cũng cho ăn thử tới đó nha cả nhà. Trái của nó tròn lắm, nó đủ hồng. Nó tròn giòn.
ngon hơn trái mới chị Phụ đó. Skin nó vậy đó, điểm mua skin ngoài kìa. Mua skin có chính không? Mua skin còn có cái đó à, lấy cái dài 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 muối đỏ nha. Khúc truyền thông cả nhà. Kia gì bữa chủ nhật thấy đứa nào nó đăng ở Sài Gòn có mưa phải không ta, hay đăng cái clip clip cũ nó câu view ta có mưa không? Không, chỗ này thì không có, còn chỗ khác thì vậy là chắc là nó đăng TikTok mà nó câu view quá, mưa là báo nó có đăng liền. Ở trên Chợ Lách đâu có bị mặn hay ta, trên đó nước ngọt không à, đâu mặn gì đâu. Giờ dưới anh nó cũng bị mặn. Dưới Tiền Giang mặn á, không có nước xài luôn á. Ở trên ta trên này ta phải chở nước về dưới giải cứu. Gò Công Đông hay gì nó giáp biển. Tí mốt trời ơi, một phay muối nữa hả? Hên xui, khả năng cháy cao. Ngon nha, muối này nó đủ rồi.